Trong những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hiện đại hóa lực lượng quốc phòng, đặc biệt là không quân, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và duy trì an ninh quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc mua sắm các trang thiết bị quân sự tiên tiến từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là từ Mỹ, đã trở thành một chủ đề được nhiều người quan tâm đặc biệt. Một trong những loại máy bay chiến đấu mà Việt Nam có thể sẽ cân nhắc là F16, dòng máy bay nổi tiếng với khả năng cơ động, hỏa lực mạnh mẽ và tính linh hoạt cao trong các nhiệm vụ tác chiến. Tuy nhiên, thông tin về khả năng Việt Nam sẽ tiến hành đàm phán mua F16 từ Mỹ đã khiến Trung Quốc không khỏi lo ngại. Vậy, liệu Việt Nam có thực sự đặt mua F16 từ Mỹ hay không? Và nếu có, quyết định này sẽ mang lại những tác động gì cho an ninh quốc phòng cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai nước? Theo thông tin từ Reuters vào ngày 24 tháng 9, Washington và Hà Nội đang tiến hành đàm phán một thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn. Trong đó, có thể đã bao gồm việc bán máy bay chiến đấu F16 của Mỹ cho Việt Nam. Nếu đạt được điều này, đây sẽ là một trong những thỏa thuận quân sự lớn nhất từ trước tới nay giữa hai nước. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông, nơi Việt Nam và Trung Quốc có những tranh chấp về mặt lãnh thổ. Phản ứng trước thông tin này, Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên liên quan tránh gây tình trạng chạy đua vũ trang và không khơi mào chiến tranh lạnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Phan Bân vào ngày 25 tháng 9 đã nhấn mạnh rằng các quốc gia cần tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, từ bỏ tâm lý bá quyền chiến tranh lạnh và kiềm chế đối đầu quân sự. Ông Uông không chỉ đích danh Mỹ và Việt Nam, nhưng thông điệp của ông rõ ràng phản ánh sự lo lắng, quan ngại của Trung Quốc về sự phát triển quan hệ quân sự giữa Washington và Hà Nội. F-16 Fighting Falcon là một loại máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm do General Dynamics và Lockheed Martin chế tạo. Nó được phát triển từ một chương trình tìm kiếm mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ, một người lái, một động cơ dành cho không quân Mỹ vào đầu những năm 1970. Kể từ khi ra mắt vào năm 1976, hơn 4.600 chiếc F-16 đã được sản xuất, biến nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu phổ biến nhất ở trên thế giới. Chiến đấu cơ này đã và đang bảo vệ vùng trời của ít nhất 25 quốc gia, tham dự trong hàng chục cuộc xung đột vũ trang ở trên khắp thế giới. Theo khẳng định của các chuyên gia quân sự Mỹ, chưa từng có một chiếc tiêm kích nào thuộc lớp này chịu thua trong các trận không chiến. Điểm mạnh của F16 nằm ở thiết kế cánh tam giác và khung máy bay nhẹ, giúp nó có độ cơ động cao và khả năng thích nghi trong nhiều điều kiện chiến đấu. F16 được trang bị buồng lái gắn kính hình bong bóng hoàn toàn không có điểm mù cùng với thanh điều khiển được đặt ở vị trí thuận tiện, giúp phi công dễ dàng điều khiển trong các điều kiện trọng lực cao. Ghế nghiêng 30 độ giúp giảm hiệu ứng trọng lực lên phi công. Đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên có thiết kế chống lại trọng lực quay phòng. Là một trong những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên có tỷ lệ lực đẩy lên trọng lượng lớn hơn một, nó có khả năng tăng tốc rất tốt. F-16 có chiều dài 15 mét, sải cánh 9,96 m và bán kính tác chiến khi mang đầy đủ vũ khí là 550 km. Tầm bay tối đa khi mang thùng nhiên liệu phụ là 4.200 km. Mặc dù chỉ có một động cơ, F-16 có thể đạt vận tốc tối đa trên 2 Mach 2 gấp đôi tốc độ của âm thanh và có thể lấy độ cao 15.240 m chỉ trong vòng 1 phút. Máy bay này có khả năng đánh chặn rất tốt và được trang bị 11 giá treo để mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải và các loại bom dẫn đường thông minh. M16 còn sở hữu pháo gắt tinh 6 nòng cỡ 20mm với cơ số đạn là 511 viên, dùng cho các cuộc chiến đấu tầm gần. M16 mặc dù là tiêm kích hạng nhẹ nhưng có khả năng mang tải trọng vũ khí lên tới là 7,7 tấn. Một trong những nâng cấp quan trọng nhất của F16 là việc trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động AN/APG-83 có tầm hoạt động gấp đôi so với radar AN/APG-68 của phiên bản trước. Hệ thống này giúp F16 phát hiện và phân loại mục tiêu với độ chính xác cao, đồng thời chống lại các biện pháp gây nhiễu của đối phương nhờ việc truyền tín hiệu ở trên nhiều tần số khác nhau. Ngoài ra, F16V được trang bị hệ thống ngắm bắn gắn ở trên mũ phi công, giúp tăng cường khả năng tác chiến của tên lửa tầm nhiệt AIM-9X. Các hệ thống điện tử và buồng lái cũng được nâng cấp với màn hình hiển thị đa năng, thay thế các thiết bị cơ điện truyền thống. Điều này cho phép máy bay tương tác với các dòng tiêm kích thế hệ mới như F35 và F22 thông qua đường liên kết dữ liệu đặc biệt. Ngoài việc có thể sử dụng hơn 180 loại vũ khí khác nhau, hệ thống điện tử cho phép f16v dễ dàng cập nhật các vũ khí không do Mỹ sản xuất đưa nó trở thành một trong những chiếc máy bay chiến đấu linh hoạt nhất ở trên thế giới một số quốc gia như Đài Loan đã nâng cấp F16 với các tính năng đặc biệt như lớp phủ radar haycra 2 RAm giúp giảm diện tích phản xạ radar từ 20 đến 30% tăng khả năng tàng hình radar của f16v còn có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hơn 400 km nâng cao khả năng tác chiến trong môi trường không chiến hiện đại. Việt Nam hiện đang sử dụng một số loại máy bay chiến đấu, nhưng việc bổ sung F16 sẽ mang lại sự vượt trội về công nghệ và khả năng tác chiến. Với tốc độ cao, khả năng sẽ mang theo nhiều loại vũ khí và hệ thống điều khiển hiện đại. F16 sẽ giúp không quân Việt Nam tăng cường sức mạnh chiến đấu và khả năng phòng thủ, đặc biệt trong bối cảnh bảo vệ chủ quyền biển đảo và không phận quốc gia. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất đối với việc mua F16 là chi phí. Mỗi chiếc F16 có giá khoảng 30 đến 50 triệu USD, chưa bao gồm các loại chi phí liên quan đến huấn luyện phi công, bảo trì và cơ sở hạ tầng cần thiết. Do đó, Việt Nam cần có sự đầu tư lớn về tài chính và một kế hoạch dài hạn để bảo trì và vận hành hiệu quả đào tạo phi công và kỹ sư cũng rất quan trọng. Việt Nam sẽ phải đầu tư mạnh mẽ vào chương trình huấn luyện, bao gồm hợp tác với các chuyên gia quốc tế để đảm bảo rằng phi công và kỹ thuật viên có đủ kỹ năng vận hành F16 thành thạo. Việc mua F16 từ Mỹ không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là dấu hiệu cho thấy sự phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, Mỹ và Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng và an ninh. Hợp tác mua bán vũ khí có thể coi là bước tiến tiếp theo, mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực như là đào tạo quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường đối tác chiến lược. Một nguyên tắc quan trọng trong chính sách quốc phòng của Việt Nam chính là chính sách 3 không: không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ và không dựa vào một nước để chống lại các nước khác. Việc mua vũ khí từ các cường quốc như là Mỹ cần phù hợp với chính sách này để tránh hiểu lầm về mục đích và chiến lược quốc phòng của Việt Nam. Nếu giải quyết tốt các thách thức này, Việt Nam không chỉ củng cố khả năng phòng thủ mà còn thể hiện rõ cam kết cho việc xây dựng một lực lượng quân sự hiện đại và vững mạnh, bảo vệ lợi ích quốc gia và giữ vững hòa bình ở khu vực.